Hello và chào mình, em đã quay trở lại channel mình nhá. Hôm nay mình lại tiếp tục đi tìm MG3 để trải nghiệm cái chế độ 660. Hôm nay mình sẽ bay vào cảng Galopon này để thử vận may xem là có Valerian không. Khu này thì mình thấy tỷ lệ xuất hiện Valerian khá cao. Phải có Valer thì mới có cơ hội tìm được MG3 anh em ạ. Chứ đi săn thính thường thì hiếm dã man luôn đi. Mà trận này có lẽ như là cảng Gale lại clear rồi. Mà một khi mà đã clear thì đồ khu này nó sẽ bị nghèo đi anh em ơi. Trời ơi, biết đâu bây giờ thì thôi mình vẫn cứ gọi là đi tìm. Biết đâu lại có chút hy vọng đúng không anh em? Đấy, bây giờ đi loot thôi mọi người và tìm MG3 nhá. Rồi, một con boss thôi. Cứ tưởng người đang buồn thì có con boss xuất hiện cho mình bắn cũng đỡ buồn anh em ạ. Phần le thì chả thấy đâu. Mà mình cảm giác là sau bản update lần này kiểu ban đầu thì nó nghèo, bây giờ à quên, ban đầu đồ khu này nó giàu chứ bây giờ mình thấy nó nghèo đi một tí rồi. Cái gì đây, Flagon đúng không? Ui hai cây luôn à, trời ơi hai cây luôn anh em ơi, hai cây trong một thùng công luôn, really luôn. Đây rồi, mình sẽ bắn luôn mọi người ơi. Đấy, có hai cây Flagon như này thì tỷ lệ trận này mình có MG3 đầu game là cao rồi, quá hợp lý luôn. Trời ơi, Groza với ốp. Thôi cầm luôn combo này tạm đi. Để mình qua hòm thính kia nữa cơ mà. Ok anh em ơi, có ốp với lại 8x thì quá ngon rồi. Đây, thính thứ hai đang rơi luôn này. Cây này mà có à, thính này mà có MG3 nữa thì hợp lý này. Ơ kìa. Cũng Groza dự Groza với ốp. Có phải game đang trêu đùa mình đấy không? Tên nào đây? Tên nào đây? Ơ kìa. Ui chết luôn à. Vâng, thanh niên này vẫn đang còn nhìn về hướng đằng kia. Không biết là nhìn ai. Hay vẫn đang còn một team nữa à? Nhưng mà nãy mình đi qua đoạn này mình thấy không hề giật anh em ạ. Bây giờ máy mình mà cứ đi chỗ nào mà đông người là nó giật. Mà đi qua đoạn này nó mượt vãi, có mỗi một tên thôi. Thế mình nghĩ chắc là con này clear rồi. Thôi, mình sẽ đi qua bên chỗ Tech Center, mình tìm người bắn nhau tiếp. Đợi luôn cái hòm thính thường xem có nó rơi gần đây không. Ồ, có tiếng mutant à? Bot à? Có xe buggy này. À, thế là một con bot nó đang bắn ai chỗ chỗ đoạn này anh em ơi. Đúng không? Ui, ngồi ngay trên xe này mọi người. Thanh niên này bị treo máy à? Bắn con bot này luôn đi. Để mình bắn nốt con bot này xong rồi mình qua chỗ hầm thính kia. Thính thường rơi ngay sau lưng mình thôi anh em ơi. Hình như là có mỗi một tên đi bắt đi ra chỗ này xong rồi bị đơ luôn nè. Ảo thế nhở. Đây rồi, tiếng súng trước mặt này. Sấy ai mà nhiệt tình thế nhở, sấy cái team ở trong chỗ khu nhà đằng kia kìa. Ồ, đây rồi. Bắn ai đây bạn ơi. Hai team đang bắn nhau anh em ạ. Ồ, một tên chạy trống này. Này như con boss thôi, bỏ con boss đi anh em. Đâu ấy nhở? Nó đứng trong nhà bắn hết rồi anh em ơi. Mình sẽ công lên chỗ này, mình đứng mình quan sát đi. À, hai team lại công nhau chỗ này luôn mọi người ạ. Bảo sao lượn nãy giờ không thấy ai. Ồ, đây này. Ui dồi, đang gạt kìa. Trời ơi. Ồ, bên trong kìa. Không biết là clear hay là mình gạt hộ ấy nhở. Mình sẽ chạy ra nữa. Uầy, tên kia có M24. À đúng rồi, team này vừa mở cái khu xưởng Tesla mà. Đây này, ui. Đâu rồi, thanh niên vừa thấy ra lúc đồ xong rồi chạy vào nhanh thế nhở. Đây này, thế ông này chạy kiểu magic vậy. Mình nhìn kiểu ảo ảo ấy. Vẫn đang còn hai team à, thế sao mà vẫn đang còn sấy nhiệt tình thế này. Để mình xem nào. Tên kia có ngó nữa không nhở. Không thấy ngó rồi, à để lút xác ông này. Ồ, Silent Sniper. Quá hợp lý. Từ từ để mình uống bình nước đã. Kìa. Tên này đang chạy lên này. Chạy lên à bạn ơi, chết luôn à. Không biết là đã clear chưa nhở. Ôi, ông này cũng có Valen này. Ồ, có xe chạy trước mặt luôn. À, xe này cũng tính ra hòm thính à. Đây rồi, thính thường ngay 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 trước mặt luôn anh em ơi. Đây, mình sẽ dí team này luôn. Hãy đứng đây sấy luôn nhở. Nó có chạy thôi.
Thấy gọi đi. Uầy, quay lại luôn rồi. Kinh nhở. Dựng phiên này. Rồi, knock 1 này. Làm gì bạn ơi, hình như là có 3 tên đấy. Uầy, một tên đã nhảy xuống xe rồi. Đây, chạy trống này. Chạy trống thì chết rồi bạn. Còn tên cuối ngay trước mặt mình. Thôi, mình úp quả bom thì bạn chết rồi bạn ơi. Thêm quả nữa này. AUG à? AUG. Hình như là cái ông này vừa lấy cái AUG chỗ hòm thính ở chỗ gần khu đi học muộn này. Rồi, thế thôi mà con xe gần nổ mình thấy như thế là có kiểu đỡ phải cồng kềnh ốp bom. Rồi, để xem cái hòm thính đây nào. Phải ăn cái hòm thính đây là đến cái hòm thính thứ tư rồi đấy. Mà liệu rằng có cây MG3 hay không? Trời ơi lại lại Groza đùa nhau à? Ôi cái ngày gì vậy ta, đen thật đấy. Ô, có xe UAT này. Gọi luôn. Mình dí luôn anh em ơi. Thôi, thế là trận này coi như là không có cơ hội để tìm được MG3 và trải nghiệm chế độ 660 cho anh em rồi. Kìa nó dừng kìa. Có một tên thôi sao nhỉ? Nó xuống rồi. Để mình ấy, tiếp tục mình lấy xe mình vòng lên luôn. Một tên thì mình chơi khô máu luôn này, đâm thẳng luôn. Chứ còn bốn tên thì không nên chơi như thế này nhá. À đây rồi. Nằm ngay trước mặt mình lấy ốp luôn anh em ạ. Ui. À lại nằm rồi. Đây. Thấy đâu bạn rồi nhá. Chết này. Nằm mà bạn. Thế đồng đội đâu nhờ? Sao lại có mỗi một tên ra đây ta? Thế mấy ông này hay đi lẻ dã man luôn ấy. Trời ơi, đây rồi anh em ơi. Vâng, đến cái lúc bo cuối rồi, còn 11 ông thì mới tìm được MG3 anh em ạ. Đúng là cuộc đời của mình nó thật là hẩm hiu. Lần nào cũng thế, trải nghiệm những cái clip về những cái cây súng gì đó thì tìm nó khó dã man luôn. Như kiểu nó biến mất ở trong cái game này ấy. Thôi, dù sao thì mình cũng đã tìm được cây MG3. Và bây giờ mình sẽ thử bắn chế độ 660. Nhưng mà phải có cơ hội bắn cơ. Hai team mới đang bắn nhau chỗ nào ấy. Bây giờ phải gặp kiểu một team mà chạy trống ấy thì mình mới có cơ hội mình sấy được. Mình thử lượn qua chỗ khu đoạn này xem có ai không. Ê, trên nóc nhà kia mình thấy có cái gì đen đen. Đấy rồi, một tên anh em ơi. À, có một team đứng đây canh anh em ạ. Chơi chiến thuật phết nhờ, để mình đứng đây mình vẩy ốp đi. Trận này đặt ốp nhiều quá. Nãy gọi là spam nãy giờ chưa hết. Nào, hai tên à. Dụng đầu này, không trúng đầu rồi. Rồi, vậy là tên kia ăn một viên ốp, thế là núp luôn rồi. Đây, mình cứ đứng đây, mình đợi đi. Đây, để mình phá lốp xe nhở. Nó để có một con xe ngay ở dưới này. Phá một cái lốp trước luôn. Bây giờ đợi mấy ông này ngó và gọt đầu thôi anh em ạ. Đây rồi, ngó này. À, tên này. Ok. Nhây à? Ông này chơi lại chơi nhây à? Tên này nhìn mình này rồi. Vâng, tên kia nhây thì đồng đội của cái tên nhây lại bị nốc hộ. Quá đen. Đấy, cho cứu luôn. Nếu như mà là game bình thường là mình sẽ đợi công luôn rồi đấy, nhưng mà đây là mình đang chơi chế độ 660. Bằng MG3 mà chơi 660 thì theo cá nhân mình đánh giá là nó phế lắm. Vâng, tên này nó vẫn kiểu nhấp nhô nó nhây mình. Vâng, để mình gọt đầu cái ông này cho ông này sợ mới được. Nhây hơi quá đáng. Nhưng mà trận này mình nhiều ốp lắm. À, tên này ngó đấy. Ôi, cầm ca. Từ từ nha, uống, à quên, mình bơm ấy đã. Bơm máu. Vâng, tên kia cầm M249 bắn ai đấy không biết. Ô, phá xe mình à? Phá xe mình thì đổ lại một cái đầu nhá. Mình phải gọi là cất kỹ con xem được. Nó mà phá thêm một lốp nữa thì coi như là vứt luôn. Đây. Đấy. Hết phá luôn. Nào. Còn ngó ra, vẫn đang còn ngó này. Trời ơi. Thêm một cái đầu nữa này. Ui, đau thế nhỉ. Từ từ các bạn, đợi mình một chút để mình cho một ông dụng đầu nữa rồi mình sẽ chạy vào bo luôn. Ơ, lại phá lốp à?
Ơ kìa, mình giấu xe rồi vẫn phá được lốp, mình đùa. Đâu, tên nào phá lốp đấy? Phải cho một tên dựng đầu mới chừa được. Đây phải không ta? À, nó lên xe nó ngồi này. Rồi, thôi mình té bao bao thôi. Trời ơi, phá lốp trước lốp sau luôn anh em ạ. Đi kiểu bị chéo này khó chịu thật. Mình nghĩ là mình không thể gọi là lết được vào hầm thính đâu, nguy hiểm lắm. Ôi, bọn kia nó vẫn đang cứu nhau được, nó chạy vào bo luôn á. Ôi, mình tưởng mình chết bo chứ nhỉ. Thế không được rồi, mình phải quay lại để mình chặn hai cái ông ngoài bo kia trước đã. Chắc là chúng nó sẽ lấy cái chòi trước mặt mình ấy, để mình vòng qua trái đi. Chỉ sợ bên trái kia có một team thì mình toang. Thôi chơi liều đi anh em, tầm này còn gì để mất nữa đâu. Ồ, con xe ngay trước mặt này, thấy rồi nhá. Thế là dựng ngay đây à? Đây rồi, này. Ui rồi ôi, vâng, mình cảm giác nó bắn chế độ 660 ấy, bắn xa mình thấy nó cũng kiểu như nào ấy, mình không quen anh em ạ, bắn chắc là bắn 990 quen rồi ấy. Nói chung là bắn bắn cũng được. Nhưng mà cảm giác bắn nó còn không ngon bằng cây M249 khi mà để chế độ 660 anh em ạ. Rồi, nằm đây này, clear rồi. Nói chung là theo như cá nhân mình nha, những ai mà đã bắn quen chế độ 990 của MK3 rồi, các bạn nên để cái chế độ 990, bắn nó sẽ rất là lợi hại, kể cả xa hay gần. Còn chế độ 660 là chỉ gọi là mình nghĩ là dành cho những bạn mà gọi là chưa quen ghim ấy, kiểu gọi là vừa mới tập chơi game này thì để 660 ghim nó sẽ dễ hơn. Tại vì khi tốc độ cao nó cao ấy thì nó sẽ rất là giật đấy. Nhưng mà chắc là mình ghim 990 từ xưa đến giờ quen rồi, đâm ra là ghim loại 660 cảm giác nó hơi tù tay anh em ạ. Nó hơi tù thật. Ồ, có tên MG3, à quên, tên cầm cai chứ. Đây này mình thấy rất này. Rồi, nóc này. Mình công vào luôn đi, thấy có mỗi một tên thôi. Và quả xuống xe vội quá, mất nửa cây máu. Toàn thật. Mà hình như là ông cầm cai này, ông ấy vừa nóc cái tên Dibaki chỗ ngoài đồng kia hay sao ấy. Ồ, đây rồi, mình thấy bạn của ông này rồi này. Trên gốc cây này. Đấy, bắn một viên ốp gọi là dằn mặt vậy thôi. Để mình tí nữa mình sấy MG3 chứ nãy giờ cầm ốp hơi nhiều. Trận này đã tìm được MG3 kiểu hơi bị muộn rồi lại còn không bắn được nhiều, anh em lại trách ấy. Đây, mình sẽ vào trong nhà vệ sinh nhé. Âu yếm ông này tí rồi canh bo tên kia luôn. Sở mốc làm cái gì ngoài bo rồi bạn ơi. Đấy, chạy kìa. Nào, bạn nhìn mình bắn ông đội bạn này. Đấy, hợp lý cho bạn. Cần liên team này luôn. Rồi. Để mình uống phun nước đã, còn bốn ông còn lại. Cũng có thể là hai team, tại vì nãy mình thấy có một team đi bắt ghi chỗ ngoài đồng kia đang sầm bốc cứu kìa. Bị ông cầm ca này ông ấy nốc. Nhặt thêm cái khiên nữa đi, đợi bo cuối mình còn sử dụng cho chắc ăn. Ok anh em nha. Rồi, lấy xe mình lấy khu nhà trước mặt luôn đi nhờ, khu nhà trước mặt trong bo này. Hình như là nhà này không có ai hay sao ấy, mình cứ đẩy vào đi. Thật sự anh em là cầm M3 mà không để chế độ 990 ấy, công nhà mình cảm thấy nó không bị tự à, nó không được tự tin lắm, nó giống như kiểu mình cầm một cây DB cảm giác để 660 đạn ra chậm như DB vậy. Không biết anh em có ai thấy giống mình không? Rồi, mình sẽ dừng đây. Lên gọi là nhà tầng lên lên tầng 3 nhà này luôn. Để quan sát anh em ạ. Có một tên. Ôi, ngoài ban công nhìn mình này. Uầy. Một tên trên nóc nữa. Rồi, clear luôn team này rồi, thế cho nó nhanh. Còn hai ông cuối ngoài đồng thôi. Chạy kìa. Ý trời ơi, không được. Sấy thế này là mất hết rồi. Đây, để mình chạy qua trái, mình dựng cái khiên là bất tử. Uầy. Sấy càng đấy. Một tên bên phải nữa. Rồi mình cứ đứng đây và mình canh bo thôi anh em. Chắc là bo sẽ vào chỗ mình. Thường thì bo cuối nó sẽ hay vào khu nhà. Chạy này. Không ổn anh em ạ, không ổn luôn. Sấy như thế này là không được rồi. Ui, bo chỗ nó luôn anh em ơi. Ô, chạy trống này.
Rồi, bây giờ là nóc này, đẩy luôn thôi. Định lên hòn đá đấy canh bo mình à. Còn tên cuối nữa. Kìa. Làm gì đấy bạn ơi? Rồi, top 1. Với cây MG3 để chế độ 660. Cảm giác là theo mình cầm cây này để 660 bắn rất tù tay. Đấy, để 990 nó bắn như thế này cơ mà. Mình vẫn thích để 990 hơn. Kiểm soát được độ giật nó dễ hơn, chắc là do mình quen thôi. Không biết lại ý kiến anh em như thế nào thì các bạn hãy để lại ở dưới phần bình luận trong cái clip này nhá. Bye bye anh em nhá.